Những ngày gần đây, tình trạng sốt đất nông nghiệp tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã khiến cho lượng người giao dịch đất tại bộ phận hành chính một cửa huyện Hòa Vang tăng đột biến. Song người mua và bán chủ yếu là cò đất bán cho cò đất, còn người dân địa phương lại ít có nhu cầu. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao dịch đất đai tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, gần đây các đối tượng môi giới đất đai đã cố tình chen chúc nộp hồ sơ, gây quá tải. Trung bình mỗi ngày chi nhánh tiếp nhận giải quyết khoảng 70 đến 80 bộ hồ sơ giao dịch, đặc biệt là vào ngày thứ hai đầu tuần, số lượng hồ sơ còn cao hơn. Tổng cái lượng giao dịch của đất đai mà cán bộ nhận vào là 201 bộ. Trong đó có 3 mảng lớn là mảng chuyển nhượng, mảng cấp đổi và cái mảng xóa thế chấp. Ngoài ra thì trong ngày thì cái việc mà cán bộ nhận cái các thông báo thuế từ cơ quan thuế liên quan đến lĩnh vực đất đai thì cũng rất lớn. Tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, một trong những điểm sốt đất nhất tại địa phương, thì thực tế người dân có nhu cầu mua đất không nhiều, phần lớn là nhóm người môi giới đất đai chào bán với giá ngày càng tăng để kiếm lời chênh lệch từng ngày so với giá trị thật của thị trường. Nhà tôi thì đất cũng không có bán, mà có con cháu đỡ hết chứ không có bán. Nhưng mà thấy mấy người cò họ tới họ cứ đi lên đi xuống nhưng mà cũng không có ai bán mà cũng không có ai mua. Cho nên cao thấp thì cô cũng không biết. Thành phố Đà Nẵng đã khuyến cáo đến người dân, doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng người dân và các đối tượng lợi dụng chủ trương của thành phố, môi giới, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái quy định. Chiều qua, tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát kiểm tra tình hình quản lý sử dụng hàng loạt khu đất vàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa kiểm tra hiện trạng, rà soát pháp lý về đất đai, xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với 11 khu đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa, báo cáo kết quả và đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Hiện một số khu đất có dấu hiệu sử dụng sai mục đích khi được các đơn vị quản lý cho thuê lại để kinh doanh một số ngành nghề. Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên quốc lộ 51, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông, nhất là đoạn thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một trong những nguyên nhân đó là tuyến đường này đang oàn mình chịu lượng xe nhiều gấp 3 lần so với thiết kế. Đây là những hình ảnh trở nên quen thuộc vào cuối giờ chiều hàng ngày trên tuyến quốc lộ 51, đoạn từ phường An Hòa đến phường Long Bình Tân của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lượng xe ô tô rất đông, cộng với xe máy giờ cao điểm, đã khiến giao thông trên tuyến đường này ùn tắc liên tục, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Mong muốn là được như vậy, coi như là để hạ tầng giao thông nó cải thiện cho đường xá rộng rãi chút cho mình đi nó thông thoáng, cho nó đỡ kẹt xe, cho tài xế cũng đỡ khổ chút. Theo thiết kế ban đầu của tuyến đường quốc lộ 51 là 12.000 lượt xe một ngày đêm. Tuy nhiên, số liệu tính đến cuối năm 2020, lưu lượng xe trên tuyến ước tính đã tăng lên gấp 3 lần so với thiết kế. Để giảm tải cho tuyến quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai đang xây dựng Hương lộ 2 nối từ km số 3 quốc lộ 51 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước mắt là để hạn chế ùn tắc trên tuyến, lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết giao thông. 24/24 trạm lúc nào cũng có lực lượng là chuyên về các chốt để phòng các điểm đen về gạt xe. Như km 03 ở Bến Gỗ, km 04, 05 ở dòng xe cổng 11 và km 09 ở ngay chỗ đường chuyên dùng sân golf là có các mỏ đá, xe ben, các xe chở vật liệu xây dựng đi ra rất nhiều và đã có phòng ngừa về gạt xe trên tuyến. Quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong vận chuyển hàng hóa từ hàng chục khu công nghiệp lớn của các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến các cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu. Do đó, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 51 một cách bền vững, thì nhất thiết phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trước tình trạng người dân trên hướng tuyến đường cao tốc ồ ạt xây dựng các công trình chờ đền bù, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương và cơ quan liên quan ngăn chặn xử lý vi phạm này. Sau khi được tuyên truyền vận động, thì nhiều hộ dân xây dựng các công trình chờ đền bù dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đã tự nguyện tháo dỡ và trả lại hiện trạng mặt bằng. Khi biết có dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua khu vực này, anh Nguyễn Văn Tuyền đã xây dựng khoảng 130m tường rào bao quanh trang trại để đón đầu đền bù. Được sự tuyên truyền vận động kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương, gia đình anh đã tự nguyện phá dỡ công trình vi phạm. Khi mà gia đình xây dựng
thì cũng không biết về cái vấn đề sai trái. Nhưng mà khi mà xây dựng xong rồi thì xã có mời ra để tuyên truyền vận động á, thì gia đình cảm thấy là cái việc làm của mình sai. Cho nên gia đình về là từ thuê máy và người, thuê người là đập phá dỡ. Tại Quảng Bình, nhiều hộ gia đình ở các huyện Quảng Trạch, Ba Đồn, Quảng Ninh, Lệ Thủy, nơi có dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua, đều xảy ra tình trạng xây dựng các công trình chờ đền bù. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng vận động giải thích, nhiều hộ dân cũng đã dừng hoạt động xây dựng trái phép và tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng mặt bằng. Được sự vận động của chính quyền địa phương, thì yêu cầu trong nhà tháo dỡ để đừng làm cản trở cho nó giải phóng mặt bằng của tuyến đường cao tốc. Thì gia đình là nghe tuyên truyền thì cũng chấp hành chủ trương của xã và chính quyền địa phương. Cho nên hôm nay là thuê người là tháo để trả lại mặt bằng cho cái dự án của nhà nước. Qua đây chúng tôi cũng đề nghị là các xã cần tiếp tục tăng cường cái công tác và quản lý nhà nước đất đai ở trên địa bàn nói chung, đặc biệt là ở những xã mà có cả cái tuyến đường mà sắp tới sẽ đi qua thì quản lý để không được người dân là vi phạm, đặc biệt là cơi nới rồi xây dựng tạo lập các cái công trình trái phép. Và đồng thời là cũng đề nghị là mọi người dân phải chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định của pháp luật. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các cấp ngành liên quan và huy động hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền nhằm tạo ra sự đồng thuận của người dân trong việc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trọng điểm của quốc gia này, trong đó có việc tự nguyện tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của cao tốc Bắc Nam qua địa bàn.